với mục đích là nâng cao nhận thức của người nông dân về tinh thần tự vươn lên thoát nghèo và việc áp dụng các chính sách giảm nghèo một cách hiệu quả, sát thực tiễn hơn. Từ năm 2015, Hội Nông dân huyện vùng cao Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã phát động phong trào Một giúp một. Một giúp một có nghĩa là trong một năm, một chi hội giúp một hội viên hoặc một hội viên giúp một hội viên nông dân thoát nghèo bền vững. Chăn trở với mục tiêu mỗi năm phải giúp ít nhất một hội viên thoát nghèo, các cấp chi hội nông dân đã suy nghĩ để có cách làm sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ nghèo. Những người làm công tác hội nông dân vốn đã gần gũi, thấu hiểu nhau nên cũng không quá khó để tìm ra nguyên nhân của cái nghèo. Đó là thiếu tư liệu sản xuất, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Về vốn và cách sử dụng đồng vốn hiệu quả, về giống cây, giống con. Đặc biệt là ý chí quyết tâm thoát nghèo, làm giàu của người nông dân còn hạn chế. Những vướng mắc dần dần được tháo gỡ với sự sâu sát và có trách nhiệm của những người làm công tác hội nông dân. Hàng năm là chúng tôi là làm theo các cái bước như là sàng lọc hộ nghèo này, hộ cận nghèo này. Thứ hai là thành lập các tổ vay vốn tín chấp với các ngân hàng này. Và tiếp theo nữa là cầm tay chỉ việc này, ví dụ như là nuôi con gì và trồng con gì có hiệu quả và bền vững này. Chúng tôi tập trung tức là phối hợp với các mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, chúng tôi xuống tận chi hội để tuyên truyền trực tiếp cho hội viên của mình. Đấy, và là vận động những cái hội viên mà có kinh tế khá giả là giúp đỡ các cái hội khó khăn đó, là về cái ví dụ là tiền của này, công sức, công lao động. Cái thứ hai là chúng tôi tập trung tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các cái hộ nghèo đó về như là chăn nuôi, phục trắng rừng luồng. Với đồng vốn có được, các hộ nghèo đã phát triển các mô hình kinh tế như trồng luồng, nuôi con trâu, con bò, đào ao nuôi cá. Có vốn kỹ thuật được khích lệ của cả tập thể bằng cả vật chất lẫn tinh thần, nên nhiều hộ nghèo đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình. Trong số hàng trăm hội viên nông dân được phong trào Một giúp một giúp đỡ thoát nghèo và làm giàu, có nhiều hộ trở thành điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và kinh doanh của huyện vùng cao Quan Hóa. Từ ngày mà có Đảng, Nhà nước mình quan tâm, cộng với sự giúp đỡ của bên hội nông dân, nhất là bên hội nông dân của xã, của bản, đặc biệt là ông tổ trưởng tổ nông dân đến đôn đốc rồi cho vay vốn. Lúc đầu tôi đầu tư vào là chăn nuôi, sau đó phát triển dần sang lĩnh vực kinh doanh mua bán hàng nông lâm sản, đặc biệt là hàng thuốc nam. Nhờ đó mà làm ăn nó cũng có chiều hướng phát triển. Hội nông dân với lại cả bên phụ nữ giúp đỡ thì bây giờ là hiện tại bây giờ là cũng có cái ăn cái để, là các con cũng khôn lớn lên thì cũng học hỏi bên tuyên truyền và là đi lao động xuất khẩu. Đây hội nông dân giờ có xung siêu chói giúp mưa thu nhập vay vốn. Nhờ hội nông dân về giúp đỡ, hướng dẫn cách làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, có tiền chúng tôi mua được giống bò, trồng được luồng, đào ao nuôi cá. Gia đình chúng tôi thoát nghèo từ năm 2016. Đến nay kinh tế gia đình đã khá hơn nhiều, mỗi năm cũng có thu nhập hơn 100 triệu đồng. Bây giờ đã có của ăn của để rồi, không còn khó khăn như mấy năm trước nữa. Thu nhập của đây hơn hỏi triệu. Đồng thời với việc tiếp tục nhân rộng mô hình một chi hội giúp một hội viên, các chi hội nông dân đã triển khai mô hình một hội viên giúp một hội viên. Mô hình một hội viên giúp một hội viên bắt đầu từ chi hội nông dân ở bản Pọng Ca Me, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa. Phải bán 30 hơn chi hội trường tía bán Pọng
Trong năm 2017, nhờ phong trào một giúp một đã có 2 hộ thoát nghèo trong số 8 hộ nghèo của bản. 6 hộ còn lại chúng tôi đã sáng tạo kêu gọi hội viên khá giúp đỡ. Trong chi hội có ông Phạm Bán Lực, một người cũng từng hộ nghèo, bây giờ kinh tế khá giả, đã mạnh dạn nhận trợ giúp bà Hà Thị Hường. Đấy à, thưa bà, ăn hàng đấy, đấy mi, cha lê giúp đỡ hơn cha ơi hương. Cuối tháng 11 năm 2018 là thời điểm tròn một năm gia đình ông Phạm Bá Lực ở bản Pọng Ca Me, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhận với chi hội nông dân nuôi giúp một con bò cho gia đình bà Hà Thị Hường, một hộ nghèo neo đơn cùng bản. Sau một năm nuôi thì con bò đã khỏe mạnh, bây giờ tôi trao cho gia đình bà Hường để gia đình chị chăm sóc nhé. Tôi xin cảm ơn. Với tiêu chí giúp bằng cả tấm lòng và chia sẻ cách làm giàu có trách nhiệm, sau khi giao bò cho bà Hà Thị Hường, bằng kinh nghiệm của mình, vợ chồng ông Phạm Bá Lực tiếp tục hướng dẫn bà Hường cách trồng cò, chăm sóc đàn bò làm sao cho nhanh lớn và phòng tránh dịch bệnh. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả bản, cả chi hội nông dân đều quan tâm giúp đỡ. Trong số đó có gia đình ông Phạm Bán Lực đã giúp tôi phát triển đàn bò. Bây giờ tôi đã có 6 con bò rồi. Tôi xin cảm ơn nhà nước đã tạo điều kiện cho tôi thoát nghèo. Cảm ơn ông Lực đã giúp đỡ. Bây giờ thì tôi đã giúp gia đình bà Hường thoát nghèo rồi. Năm tới tôi lại đề xuất với chi hội giúp thêm 2 hộ nữa thoát nghèo. Điều vui mừng hơn, sau khi thoát nghèo nhờ phong trào một giúp một, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đăng ký tham gia trở thành hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp xã. Bây giờ phong trào một giúp một không chỉ dừng lại ở chỉ tiêu chỉ giúp một nữa, mà đã nâng lên thành mỗi chi hội giúp từ 2 đến 3 hội viên thoát nghèo trong một năm. Phong trào một giúp một của những người nông dân huyện vùng cao Quan Hóa là một trong những câu chuyện giản dị, giàu tính nhân văn, làm sáng thêm truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của những nông dân Việt Nam. Sau một thời gian phát động và được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, phong trào một giúp một đã có sức lan tỏa trong cả cộng đồng, trở thành một phong trào thi đua yêu nước, được truyền cảm hứng, cách nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững, góp sức cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đặc biệt, phong trào một giúp một đã giúp cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết được 2 vấn đề còn khó trong công tác giảm nghèo hiện nay, đó là phong trào một giúp một được làm tốt thì nó thể hiện và chứng minh được cái vai trò trách nhiệm của cái chi hội ở đó, của người đứng đầu chi hội ở đó thật sự là nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm, gương mẫu. Và cũng chứng minh được các cái chính sách giảm nghèo của Đảng nhà nước ta đã được đi vào cuộc sống và được nhân dân ủng hộ, phát huy hiệu quả và thiết thực. Đảng bộ cấp ủy huyện Quan Hóa chúng tôi đó, thấy rằng là rất là cần thiết và rất là bổ ích. Phong trào một giúp một đã bổ sung cho cấp ủy những kinh nghiệm trong các cái thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững của Đảng bộ huyện Quan Hóa hiện nay.